Xin chào các bạn, tôi chính là cái người mà đã làm hai cái clip hướng dẫn về cách chữa trị u ban động mạch dịch khớp cổ tay. Thì một cái thì tôi làm khi mà cái khối hoạt dịch nó vẫn còn đang còn ở trên cổ tay của tôi. Cái clip sau tôi làm thì cái khối hoạt dịch nó đã biến mất hoàn toàn. Đấy. Thì hôm nay tôi lại làm tiếp cái video clip này nữa. Thì do là có một số bạn nghi ngờ về cái tính xác thực của cả hai cái video lần trước đấy, có bạn thì bảo là hai cái video clip là do hai người làm khác nhau đấy, ý các bạn là không tin tưởng vào cái hướng dẫn của cái clip mà tôi đã làm. Thì lý do rất là đơn giản, thì các bạn là bảo là không nhìn thấy mặt của tôi đấy. Thì thực ra thì đáng lý là tôi cũng không phải chứng minh gì cái việc là đó có phải là cái một người hay là hai người, hay là có đúng là cái video clip của tôi hay không, hay là có đúng là tôi đã chữa trị và đã khỏi hay không. Vì thực ra là nếu mà các bạn tin thì các bạn làm theo, mà các bạn không tin thì cái đấy là cũng tùy thuộc vào các bạn thôi, chứ tôi không phải chứng minh với các bạn đấy là một người hay hai người, hay là làm cái video clip câu view câu like gì, là cái chuyện đấy là tôi không phải chứng minh với các bạn đấy. Nhưng mà hôm vừa rồi thì có một vị bác sĩ đấy, một vị bác sĩ thì cũng gọi điện cho tôi nói là vị bác sĩ nói là đã có phẫu thuật cho một bệnh nhân cũng bị u ban động mạch dịch đấy. Thì vị bác sĩ này đã phẫu thuật đến lần thứ hai nhưng mà khối hoạt dịch nó vẫn quay trở lại đấy. Thì cái bệnh nhân này đến bắt đèn bác sĩ, thì chị bảo là chị sẽ mổ cho miễn phí cho cái bệnh nhân này thêm một lần nữa đấy. Nhưng mà chị không cam kết là sau khi mổ lần thứ ba thì nó có quay trở lại hay không. Thì chị nhờ tôi là nếu mà bệnh nhân mà có gọi đến thì cũng nói như trong clip tôi đã chia sẻ, thì tức là có những người mổ đến 2-3 lần nó vẫn bị tái phát lại. Đấy. Thì là vị bác sĩ cũng muốn tôi nói với bệnh nhân là nó hoàn toàn có thể tái phát lại, chứ không phải là do cái tay nghề của bác sĩ là nó kém, hay là do cái nguyên nhân gì đó mà cái khối hoạt dịch nó lại quay trở lại. Thì vị bác sĩ cũng lại lăn tăn một điều là vị bác sĩ gọi lại cho tôi hỏi là có đúng là tôi làm cái clip đấy không, tự vì là cũng không nhìn thấy mặt đấy. Thì bây giờ để mà chứng minh với mọi người là có phải hai cái clip đấy là một hay không, mà tại sao tôi không dám quay mặt, thì bây giờ ngày hôm nay tôi quay mặt đây, các bạn xem tay nhá. Tay của tôi đây là cái khối hoạt dịch trước đây là nó ở trên trên tay phải của tôi nhá. Đấy, thì tôi làm cái video clip này cũng để muốn nói với mọi người là cái u ban động mạch dịch của tôi, mà hai cái clip trước tôi đã làm, mà bây giờ thì cái tay của tôi nó đã khỏi hoàn toàn rồi. Thì cũng là để tạo động lực cho các bạn nào mà còn đã chữa theo cái phương pháp của tôi nhưng mà nó chưa khỏi, hoặc là những cái bạn nào mà chưa chữa bằng cái phương pháp của tôi mà còn đang nghi ngờ cái phương pháp của tôi ấy, thì cũng có thêm một cái niềm tin, cũng có thêm một cái động lực để các bạn tiếp tục cố gắng đấy. Còn cũng tự vì là trong cái thời gian mà từ khi tôi đang đang cái clip thứ hai ấy, đến thời điểm này là cũng mấy năm rồi, thì trung bình mỗi tháng thì tôi nhận khoảng 4 đến 5 cuộc gọi điện thoại đấy. Thì trong đó phần đa là những cái người gọi đến cho tôi là hỏi về phương pháp chữa trị đấy, nhờ tôi tư vấn về cách chữa trị đấy. Nhưng mà cũng không ít người gọi điện cho tôi thông báo với tôi là người ta đã khỏi khỏi hoàn toàn cái u ban động mạch dịch rồi, thì người ta muốn thông báo lại cho tôi đấy, để cũng là tạo động lực cho các bạn khác.
tiếp tục điều trị theo cái phương pháp của tôi đấy. Thì qua cái video clip này thì tôi cũng xin nhắn gửi với một số bạn là ra là có rất nhiều bạn lại không gọi điện cho tôi mà lại nháy máy cho tôi. Khi tôi gọi lại thì tôi cũng rất là thong thả bình tĩnh tôi tư vấn cho các bạn thôi, nhưng mà các bạn cũng nói chung là các bạn cũng phải có ý thức một chút, tại vì tôi làm cái video clip là để hướng dẫn các bạn chữa u ban hóa dịch là làm phúc thôi, chứ tôi không có được cái gì cả đấy. Mà bây giờ các bạn có bệnh, các bạn phải vái tứ phương. Đây các bạn đã không mất tiền mua thuốc, tôi đã chỉ cho các bạn phương pháp không mất tiền mua thuốc, không đau đớn đấy, không để lại sẹo. Tự vì là có những người mà nó gọi điện cho tôi nói là rất là tiếc vì xem cái clip của tôi muộn quá, đến khi mà người ta đã phẫu thuật lần thứ ba rồi, bây giờ cái tay để không nó cũng cũng tê, nó cũng cũng nhức đấy, mà bây giờ không cách nào mà khắc phục được cái khối hoạt dịch thì nó vẫn cứ nổi lên. Thì các bạn là phải thấy là mình đã là may mắn khi đi xem được cái clip của tôi đấy, nên là khi mà có ý định nhờ tôi tư vấn thì cũng nên gọi điện cho tôi, tại vì là đấy nó thể hiện cái thành ý thôi, chứ còn thực ra tôi gọi điện cho bạn, các bạn một hai cuộc, một 30 phút một tiếng đồng hồ thì nó không vấn đề gì cả, nhưng mà tôi lại phải gọi điện cho lại cho 4 5 người, mà mỗi người 30 phút một tiếng thì về lâu về dài thì nó cũng thâm hụt vào cái kinh tế của tôi đấy. Thì qua cái clip này thì cũng mong các bạn là là có ý thức hơn một chút đấy. Còn nếu mà các bạn thực sự là khó khăn về kinh tế, không có tiền để nạp thẻ điện thoại gọi điện cho tôi, thì các bạn nháy máy thì tôi gọi lại đấy. Nhưng mà nếu mà mình có khả năng mà nạp tiền điện thoại để mà gọi để hỏi chữa bệnh thì chúng ta nên nạp tiền điện thoại để gọi cho tôi, tại vì là nó như thế nó thể hiện cái thành ý của mình, thể hiện cái ý thức của mình đấy. Thì mình nói chung là khi mà các bạn để cho tôi gọi điện cho các bạn, tức là các bạn có cái phần nào đó nó nghi ngờ về cái phương pháp chữa bệnh của tôi hay là gì đó, thì tốt nhất là các bạn cũng không nên chữa làm gì nữa cả, tại vì các bạn không theo đến cái phương pháp này làm gì nữa cả. Cái này nó không phải là chữa bệnh bằng niềm tin đâu, nhưng mà khi mình muốn chữa bệnh, mình tin vào nó thì mình cái quyết tâm của mình nó sẽ cao hơn. Tại vì cái này có những người chỉ mất khoảng 30 phút một tiếng là nó khỏi, nhưng có những người phải mất cả năm trời. Thế nếu các bạn không kiên trì, không tin tưởng thì nó không khỏi bệnh được đâu đấy. Còn tôi thì cũng không phải, nhắc lại một lần nữa là tôi cũng không phải chứng minh với các bạn là cái video clip tôi làm là đúng sự thật hay là sai sự thật làm gì cả, tự vì là các bạn tin thì các bạn làm, còn các bạn không tin thì cũng không sao cả đấy. Đối với tôi thì nó không không quan trọng. Còn nếu mà các bạn khỏi bệnh thì tôi rất là mừng, tại vì tôi đã giúp được một phần nào đó cho các bạn thì tôi cảm thấy rất là vui. Còn nếu mà các bạn chưa đã chưa theo cái phương pháp của tôi ấy, mà gọi điện lại cho tôi bảo là anh ơi em làm mãi mà nó không khỏi, thực sự là tôi cũng thấy cảm thấy buồn và cũng cảm thấy là hơi nản, mặc dù tôi biết là đã có rất nhiều người đã chữa khỏi bằng cái phương pháp của tôi rồi đấy, tôi tin là nó sẽ kể cả bạn cũng khỏi thôi. Nhưng mà khi mà bạn than phiền với tôi mà nó chưa khỏi ấy, thì tôi cũng cảm thấy buồn, cũng cảm thấy là nó hơi nản, là tự vì nó đã làm lâu như thế đấy mà nó vẫn không khỏi. Thế thì hôm nay tôi chỉ làm cái clip này để chia sẻ với các bạn một số cái điều như thế thôi, với lại cũng tái khẳng định lại một lần nữa là cái phương pháp chữa bệnh của tôi là hoàn toàn là có hiệu quả nhá đấy, thì các bạn có thể làm theo rồi. À thực ra thì tôi là cũng đang định phát triển cái kênh này để nhiều người biết đến, để
Có thể là tôi sẽ chia sẻ nhiều cái vấn đề trong cuộc sống hơn nữa. Thì mong các bạn hãy ấn like kênh này, subscribe này. Đấy, và chia sẻ kênh, nhấn vào cái biểu tượng cái chuông để khi mà có video mới nhất thì các bạn có thể xem được. Nhưng mà quan trọng nhất thì là các bạn share nó để cho nhiều người biết đến cái phương pháp chữa bệnh này. Thì vì tôi thấy là có nhiều người, rất nhiều người gọi điện cho tôi bảo tiếc quá bây giờ mới được xem cái clip của bạn. Chứ nếu mà biết xem clip của bạn sớm hơn thì có lẽ là bây giờ nó đã không không phải đau đớn như thế này. Đấy. Thì cũng mong, rất mong các bạn, những cái bạn mà đã thực hiện theo cái phương pháp của tôi rồi mà thấy khỏi ấy, thì cũng mình cũng share đi để gọi là làm phúc cho người khác. Đấy, còn nếu mà các bạn không share thì cũng không có vấn đề gì cả. Đấy. Rồi. Thôi, có lẽ là tôi sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào quý vị các bạn.